Kính thưa cộng đoàn, nếu đêm thứ sáu tuần thánh được gọi là đêm của sự trầm lắng vì Chúa Giêsu bị chôn sâu trong huyệt mộ, đất trời như câm lặng ôm lấy mầu nhiệm sự chết của Chúa Giêsu, thì đêm thứ bảy tuần thánh hôm nay được gọi là đêm của sự vui mừng, rộn rã và hân hoan vì Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết. Đất trời hân hoan như muốn vỡ tung trong tiếng Hallelujah của các thiên thần, và nhân trần ngập tràn ánh sáng phục sinh của đấng hằng sống, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính vì vậy, việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt đến đỉnh điểm là trong đêm vượt qua này. Đây là đêm thánh của tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Vậy trong đêm nay, cộng đoàn Kitô hữu chúng ta trước tiên sẽ nghe lời Thiên Chúa để ôn lại tất cả lịch sử cứu độ từ thuở khai thiên lập địa đến việc dân Israel ra khỏi Ai Cập, cho đến việc Chúa Giêsu sống lại và được tôn dương lên trời. Trong khi nghe đọc sách thánh, cộng đoàn chúng ta được ánh sáng của nến phục sinh soi sáng. Nến phục sinh nhắc nhớ về đám mây và cột lửa mà xưa kia đã đưa dân Israel trên đường tiến về đất hứa. Nến phục sinh cũng đặc biệt tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh khải hoàn. Ngài là sự sống và là ánh sáng cho muôn dân. Tiếp sau là phần cử hành các bí tích vượt qua, đó là bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, con người cùng chết với Đức Kitô để được cùng sống lại trong sự sống mới với Ngài. Bí tích thánh thể là tiệc thánh của giao ước mới. Trong đó, các môn đệ làng Emmau đã nhận ra Đức Kitô phục sinh khi Ngài bẻ bánh trao cho họ. Vậy, trong đêm vượt qua thánh thiện này, người Kitô hữu chúng ta hãy vui mừng hân hoan. Xin Đức Kitô phục sinh ban cho chúng ta được nếm trước niềm vui của thành Jerusalem mới trên trời với tiếng hát Hallelujah vang dội. Trong đêm canh thức vượt qua này, nghi thức được sắp xếp như sau. Phần thứ nhất, thắp nến phục sinh. Phần thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Phần thứ ba, phụng vụ thánh tẩy. Phần thứ tư, phụng vụ thánh thể. Và bây giờ, để bắt đầu phần thứ nhất, nghi thức thắp nến phục sinh, vị chủ tế sẽ thánh hóa lửa mới. Kính mời cộng đoàn đứng hướng về phía cuối nhà thờ. Xin tắt hết đèn trong nhà thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đền dạy anh vinh quang rực rỡ Chúa vào lòng tin hữu. Xin thanh hoa ngọn lửa mới này
và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nương trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quân tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Tiếp đến, vị chủ tế sẽ lấy lửa vừa được thánh hóa để thắp nến phục sinh. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu dải ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Sáng Chúa Kitô. Cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng. Ánh sáng Chúa Kitô. Xin mời đứng.
Ánh sáng Chúa Kitô. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời đứng. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng gieo chiến công oai hùng vua khai hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới anh huy hoàng chiếu soi. Và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói người, tất cả vũ trụ đều hân hoan. Được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang. Khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này. Hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiên khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người. Khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây nên huy hoàng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa chúng ta. Thần chính đang việc dâng lên tâm tư ca tùng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, con một người Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi cha nở Adam, với Chúa Cha muôn thuở, và đổ máu quy ra đế tây sạch an tổ tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua mà chiên thần chịu san tê, nơi cửa nhà dân Chúa đã được ghi dấu máu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiên qua biển đỏ vân khô chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát nên càng vên nhớ và tôi tâm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên, nguồn phúng cứu thế nếu không trao ban chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi, tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tôi Adam, tôi đã đường tẩy xóa, chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc dân cao sang. Ôi đêm thật hạnh phúc, chỉ người biên giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi, là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến sướng vui. Vì thế sự thanh thiên của đêm nay xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, người có tôi được sạch trong, kẻ ưu phiền sương vui hân hoan, phá tan hận thù oán ghen, và sớm đem hòa thuận đồng tâm khuân phục quyền binh thế gian. Kính lời Cha chi thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay,
nhận cho hương thơm lễ chiều hôm. Là lễ nghi dâng cây nên làm bơi sáp ông tình tuyển đây. Do tay thừa tác viên giao hội cùng kinh dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để cứu được người chúng tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tình chân sáp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ngân này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn đường tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gầm gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính đã con Chúa Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là Đấng Thông Tri toàn năng, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Chúng ta bước sang phần thứ hai của đêm canh thức, phụng vụ lời Chúa. Đây là phần căn bản của buổi canh thức phục sinh. Xin cộng đoàn tắt nến. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vừa qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao? Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vừa qua. Mời cộng đoàn ngồi. Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế cho biết Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật muôn loài, và Người nhìn mọi sự Người đã dựng nên đều là tốt lành. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới với nước phía trên. Liền có như vậy, Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ khô cạn lộ ra. Liền có như vậy, Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất,
khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trong có hạt giống, liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loài, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vùng vẫy lúc nhúc, dưới nước tùy theo loài, và mọi giống chim bay tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loài. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loài, gia súc tùy theo loài, và loài bò sát dưới đất tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây cỏ mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ cây xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Hôm
ơn thánh của Ngài. Thánh địa cầu giữ đầy ân sủng của Chúa, tâm sáng trong chân tâm ơn thánh của Ngài. Vì lời Chúa thần cao siêu chân chính và bao viên, Ngài làm rất đan bội phục. Chúa hẳn luôn yêu mến những công việc lành, Ngài chuồn ưa đường lối trên trường công minh. Cả trái đất sư đầy ân sủng Ngài. Trời cao xanh biên từ hơi thở của Ngài cơ binh hình thành. Nước đại dương Ngài đã tóm thu vào bầu, muôn ngọn sông cao ngân Chúa dồn vào kho. Sự nghiệp Chúa hạnh phúc nước nào luôn tôn vinh Chúa, làm Chúa tể và làm quân vương của mình. Ôi hạnh phúc cho hết các dân tộc nào được chọn riêng để làm cơ nghiệp của Chúa. Ngài dõi đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hên, còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Trích từ sách Xuất Hành,
ghi lại biến cố trọng đại trong lịch sử dân Israel khi Thiên Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và giúp họ vượt qua biển đỏ. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trài. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tọa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cằn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cằn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu, quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển. Đằng sau dân Israel, vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cằn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê, tôi trung của người. Bây giờ, ông Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng, yeah.
phòng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, dưới ánh sáng tin mừng, Chúa cho thấy ý nghĩa kỳ công Chúa đã thực hiện trong thời cựu ước. Quả vậy, biển đỏ tượng trưng cho dòng nước thanh tẩy, còn dân Do Thái thoát vòng nô lệ là hình ảnh của dân Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa được hưởng những đặc ân của Israel và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Trong sách ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa phán bảo Israel rằng: Rồi đây, thiên hạ sẽ thấy danh Thiên Chúa thật là thánh danh cao cả, đáng cho mọi dân nước phải tôn vinh chúc tụng. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa. Chúng đã phải ra khỏi xứ của người, nhưng ta ái ngại cho thánh danh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, người hãy nói với nhà Israel: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mặt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt, chính thần trí của ta. Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.
Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn tại muôn đời. Xin đoái nhìn toàn thể hội thánh và dùng hội thánh như bi tinh kỳ diệu để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước chi cả thế giới nghiệm thấy và nhìn nhận rằng
vạn vân suy vong đã được trỗi dậy, muôn loài già cỗi đường đổi mới, và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn như xưa, nhờ chính Đức Kitô là căn nguyên tất cả. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ảnh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe bài đọc trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng Đức Kitô một khi đã sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ không bao giờ chết nữa. Nếu chúng ta cùng được chết với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới
Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Alleluia, cất đặng tôi lên
đời tôi không chết và sẽ sống đây loan truyền bao tác tạo của Chúa. Thờ xây loại bỏ ra ngoài nên viên đã gốc tường từ đây, viên đó do Chúa người đã tác nên, siêu kỳ trước mắt mọi phàm nhân. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì? Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với các môn đệ người và với ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em và các con thiếu nhi rất thân mến, cách đây đúng một tiếng đồng hồ, chúng ta khởi đầu cái chương trình canh thức vừa qua. Và lúc đó chúng ta được cái lệnh là tắt hết nến trong nhà thờ, là một màn đêm bao phủ. Để lúc đó chúng ta khởi đầu bằng việc làm phép lửa mới. Sau đó lửa được thắp vào nến phục sinh. Và từ từ nến đó được chuyển thông để cả cộng đoàn cùng thắp sáng còn nến này, và cả nhà thờ được sáng lên. Khi vị linh mục cầm ngọn nến tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh đã giơ lên cao và nói ánh sáng Chúa Kitô, thì chúng ta cả cộng đoàn đều thưa tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, đó là cái điều rất quan trọng trong thánh lễ hôm nay, trong cái cử hành nghi thức vọng phục sinh, mừng Chúa phục sinh này. Đã có một cái ánh sáng đã bừng lên, mà những cái bài đọc kinh thánh chọn đọc cho thánh lễ hôm nay chúng ta đọc không có hết. Có lẽ tới 7 bài cựu ước lần, chúng ta đọc có 3 bài thôi. Sợ lâu quá, bởi vì đúng thực nó lâu thì đọc rồi hát đáp ca, rồi bây giờ đọc có 3 bài, rồi thêm một bài thánh thư và bài tin mừng. Mà bây giờ thì tới 1 tiếng đồng hồ rồi, có nhiều người chắc cũng ngán. Nhưng mà qua những bài thánh thư, trước nhất chúng ta thấy một cái hiện tượng, một cái ánh sáng đã bừng lên ngay từ ban đầu. Với bài đọc sáng thế cho thấy rằng lúc ban đầu, khi Thiên Chúa chưa có dựng nên vũ trụ, thì lúc đó trời đất còn hỗn mang hoang vu và tâm tối dày đặc. Cho nên Thiên Chúa lúc đó Ngài mới tạo dựng nên cái vũ trụ này, khởi từ việc dựng nên ánh sáng, dựng nên trời đất, rồi sông ngòi, rồi cả những cây cối, súc vật, rồi đặc biệt là con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Từ trong cuộc tạo dựng đó, chúng ta thấy dần dần nó bừng sáng lên một cái khung trời, bởi vì chính Thiên Chúa đã tỏ mình ra, tỏ tình thương của Ngài qua cái công trình tạo dựng đó, để làm sáng lên cái khung trời, cái vũ trụ bao la mà Thiên Chúa là chủ thể. Chúng ta thấy điều đó là điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm nên. Và cái công trình tạo dựng của Ngài, Ngài muốn nó hoàn thành để làm nên cái ánh sáng huy hoàng, mà trong đó con người như là đỉnh cao của tạo thành mà Thiên Chúa đã dựng nên để cho con người được hưởng hạnh phúc và được sống đời đời. Nhưng rồi những bài kinh thánh cho chúng ta thấy bài đọc thứ hai, bài không thể bỏ đó, là bài sách xuất hành, nói lên cái cuộc vượt qua biển đỏ của Chúa. Chúa đã dùng cái cánh tay hùng mạnh của mình, dùng những cái điềm thiên dấu lạ để khuất phục vua Pharaoh là vua Ai Cập, nơi mà dân Chúa đã bị nô lệ. Tại sao họ lại bị nô lệ? Thưa là bởi vì họ sống tội lỗi, họ phá đi những cái công trình tạo dựng của Chúa, họ không sống theo những lời dạy mà Chúa đã ghi khắc ở trong lòng của họ, cho nên họ phải rơi vào trong cảnh tội lỗi và đưa đến chỗ bị lưu đày nơi đất khách quê người là Ai Cập. Để rồi Chúa đã phải giải thoát họ qua một cái đêm, mà cũng đêm tối ấy, để rồi Ngài làm bừng sáng lên một cái sự giải cứu để đưa họ về miền đất hứa. Nhưng rồi có lẽ cũng chưa hết đâu. Những bài kinh thánh được chọn đọc, mà lẽ ra nếu ta đọc hết ta sẽ thấy những điều kỳ diệu, và có khi cả những điều kỳ cục nữa. Điều kỳ cục của con người là đối xử rất là tệ đối với Thiên Chúa, không có hiểu và không đáp lại tình thương của Ngài. Cho nên Chúa cũng phải nhiều lần Ngài
đã thực hiện một cái sự bao dung nhân hậu để tha thứ cho họ, và Thiên Chúa muốn đổi mới tâm lòng của họ như bài sách ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta đã nghe lúc nãy đã nói lên điều đó. Thiên Chúa nhẫn nại lắm, Thiên Chúa bao dung lắm để muốn cứu con người, để Thiên Chúa không muốn dập tắt đi cái ngọn ánh sáng mà Ngài đã làm nên qua cái công trình tạo dựng và qua những nỗ lực để cứu độ con người. Thế rồi cũng đã đến một cái thời đại, cái thời mà Thiên Chúa đã dùng đến chính con một của mình là Đức Giêsu Kitô đã nhập thể làm người để làm đấng cứu độ cho con người, thì con người dường như cũng chưa hết kỳ cục. Con người đã muốn thủ tiêu cả chính con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, làm cho cái khung trời của nhân loại này, khung trời của vũ trụ này nó trở nên tăm tối nữa, vì tội lỗi, vì những gì xấu xa mà con người dường như luôn muốn chống lại Thiên Chúa để sống theo ý riêng của mình. Và đã có một cái đêm vượt qua, đêm phục sinh, cái đêm mà người ta đã giết Chúa. Ngày thứ năm với thứ sáu tuần thánh vừa qua, chúng ta đã thấy nhiều nơi đã diễn tả cái khung cảnh rùng rợn lắm, cái khung cảnh mà con người chống lại Thiên Chúa, con người dập tắt cái ánh sáng mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, con người đã giết Chúa một cách nhẫn tâm với tất cả sự bất công vô lý nhất của con người đã đối xử với Thiên Chúa như vậy. Nhưng chính trong cái bóng tối ấy thì chúng ta thấy sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa đã thắng vượt, để rồi Ngài chiến thắng đó bằng chính tình yêu, bằng chính sự phục sinh vinh quang của con một của Ngài. Và Đức Giêsu Kitô hôm nay, trong cái khung cảnh mà Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô là con một của Ngài, dù đã bị giết chết vì tội lỗi của con người, đã được sống lại vinh quang. Thế bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe cái gì? Ta nghe là kể lại việc các cái bà phụ nữ, bà Maria Magdala, một người coi như bị tội lỗi mà được Chúa cứu, rồi bà Maria, mẹ của Giacôbê, và bà Salome, những bà yêu mến Chúa bởi vì cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình qua Đức Giêsu Kitô, cho nên các bà theo Chúa Giêsu. Và rồi khi Chúa Giêsu chết, các bà buồn lắm, các bà nao nức để muốn đi thăm mồ Chúa, đi ướp xác Chúa để đi viếng mồ của Chúa, giống như đi viếng mộ, hay như có những người lúc nãy đi hôn chân Chúa trước thánh lễ, dù là trễ giờ thì người ta vẫn tranh thủ để muốn coi, để hôn kính Chúa, để tôn thờ một Chúa chết vì mình. Ngày hôm qua tôi nghe có một cái anh ở một cái giáo xứ bên Lạc An ấy, nhắn tin cho tôi than phiền rằng con buồn lắm, con cảm thấy thất vọng lắm, bởi vì 2 năm nay ở giáo xứ của con không có được hôn chân, con buồn lắm. Tôi hỏi cha xứ thì cha xứ nói hình như không đúng vậy đâu, tôi để ngài lúc nào ngài trình bày lại cho tôi. Nhưng mà cái điều đó cho thấy con người ta đang lo lắng, muốn thao thức, muốn đối diện với những cái bóng tối của cái sự chết của Chúa Giêsu, và có lẽ người ta làm hoành tráng lên cái điều đó để làm gì? Bài tin mừng cho chúng ta thấy những phụ nữ này đi đến để viếng mồ, nhưng mà mồ đó không có Chúa ở trong đó. Tưởng rằng có cái tảng đá nó che đậy lại không làm gì được, nhưng mà tảng đá nó được lật ra từ lúc nào rồi? Dù rằng có lính canh, dù đã được niêm phong đóng ấn của hoàng đế, nhưng mà Chúa vẫn sống lại vượt qua. Mấy năm trước mùa dịch người ta cũng có vẻ hơi bôi nhọ, người ta nói dịch này là Chúa sống lại cũng khó đấy, ra khỏi mồ là bị người ta bắt liền, bởi vì không thể đi lang thang bên ngoài được, cho nên Chúa không sống lại được, mình phải bị bắt. Thì kỳ này chúng ta thấy rõ ràng là các bà và các môn đệ của Chúa tới mồ và mồ trống. Có một thiên thần ở trong đó hiện ra để nói với các bà rằng các bà đến đây để tìm Giêsu chịu đóng đinh á, Ngài đây là nơi Ngài nằm nè, nhưng mà bây giờ Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Và
các bà, việc của các bà là quan trọng là phải đi báo cho các môn đệ của Ngài và báo cho chính Phêrô nữa là người trưởng các tông đồ, để cho các ông hãy đến gặp Chúa Giêsu ở Galilê, nơi mà Ngài đã hẹn trước các ông như Ngài đã nói đó. Đó mới là điều quan trọng. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là sứ điệp mà chúng ta hôm nay cần lắng nghe. Không phải để chúng ta tổ chức long trọng linh đình, làm cho nó hoành tráng, làm cho nó có vẻ bi ai, hoặc là làm cho nó có vẻ là ngoạn mục trong cái việc tổ chức mừng Tam Nhật vượt qua và mừng lễ Giáng sinh. Thưa, điều đó không phải là điều chính yếu. Điều chính yếu là hôm nay chúng ta phải theo lệnh của sứ thần mà đã báo cho các phụ nữ, cũng muốn báo cho chúng ta, hãy đi, đi để báo cho các môn đệ, đi báo cho anh chị em của chúng ta, đi báo cho mọi người đến khắp cùng bờ cõi trái đất rằng Chúa Giêsu đã sống lại, và Chúa Giêsu đã sống lại không còn bị lệ thuộc vào trong không gian và thời gian nào nữa, nghĩa là Ngài không có bị nhốt ở trong mồ, không bị tảng đá đóng cửa lại đâu, và không ai bắt giữ Ngài được nữa hết. Ngài có thể được tự do trong tất cả mọi không gian và thời gian, để cùng một lúc và mọi thời Ngài có thể hiện diện và sống cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, ở mọi thời. Đó là điều chúng ta cần phải loan báo. Nhưng làm sao chúng ta có thể loan báo được điều đó nếu như chúng ta không xác tín được rằng là Đức Kitô đã sống lại? Nếu như chúng ta không tin rằng Đức Kitô đã sống lại và chúng ta làm cho Đức Kitô được sống lại trong chính cuộc đời của mình, trong chính con người của mình, chúng ta không nói được điều đó thì chúng ta đừng hòng mình nói được cho ai, và cũng chẳng ai sẽ tin rằng mình nó tin là Chúa Giêsu đã sống lại. Cho nên sứ điệp và cái điều quan trọng của từng người trong chúng ta hôm nay là phải tin vững vàng rằng Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài vẫn đang sống, vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, vẫn ở với chúng ta trong những Galilê của cuộc đời, nghĩa là trong cái đời sống của chúng ta, dù chúng ta ở thành phố hay ở thôn quê, dù ở họ đạo nhỏ hay ở họ đạo lớn, dù ở cái nơi mà nhiều người Công giáo hay là ít người Công giáo, thì Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện ở đó, vẫn có đó, và Ngài vẫn muốn biến chúng ta trở thành những con người có niềm tin, có niềm hy vọng và biết sống trong ánh sáng. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã kêu gọi chúng ta trong bài thánh thư, hãy cùng chết đi với Chúa Giêsu để cùng sống lại với Ngài. Hãy đổi mới tâm hồn mình để sửa lại đời sống của chúng ta. Đó mới chính là cái cách chúng ta mừng lễ phục sinh hôm nay. Ta cử hành lễ vượt qua mình cho nó đúng đắn, nghĩa là làm cho đời sống của mình mỗi ngày một sáng lên trong cái sự từ bỏ tội lỗi, để sống trong ánh sáng của ơn cứu độ, sống trong ánh sáng của sự ngay lành, trong bác ái yêu thương phục vụ đối với mọi người. Đó chính là cách chúng ta tin vào Đức Giêsu phục sinh, và đó là cách và đặc biệt nhất mà chúng ta cần phải mừng lễ phục sinh hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, xin mọi người hãy ý tứ để chúng ta nhận ra cái sứ điệp và thực hành cái sứ mệnh mà Chúa gửi trao cho chúng ta, là đi khắp nơi loan báo tin mừng cho mọi người rằng Chúa đã sống lại và Chúa đang sống ở giữa chúng ta, trong từng người trong chúng ta. Chúc anh chị em vui mừng và sống trong niềm hy vọng để thành công và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng phục sinh. Amen. Sau đây là phần thứ ba của đêm canh thức vượt qua, phụng vụ thánh tẩy. Bí tích thánh tẩy giúp chúng ta được cùng chết với Chúa Kitô để được cùng Ngài sống lại. Phụng vụ phép rửa đêm nay nhắc chúng ta nhớ lại bí tích thánh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận, và nhắc chúng ta nhớ lại ấn tích đã ghi dấu trong linh hồn ta, cũng như ơn gọi nên thánh mà chúng ta phải sống trong cuộc đời để trở nên con cái của Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn Người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thanh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thưng cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hoa nương này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khi cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đó cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khang. Các ngôn sư cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hên khi Đức Kitô chịu phép rửa tay sông Gio Đăng, Chúa đã thanh hoa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con rảy nương thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với các anh chị em chịu phép rửa trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em sẽ thắp sáng nến từ anh đến phục sinh, và khi tuyên xưng đức tin, anh chị em giơ cao ngọn nến để nhắc lại ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi nhận lãnh bí tích thánh tẩy là từ bỏ Satan với những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Anh chị em thân mến, để sống trong cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn tắt nến. Sau đây là lời nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, nhờ tiếng xin vâng với thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ là tội lỗi và sự chết. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội và đem lại cho chúng ta nguồn sống mới. Trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh của Đấng phục sinh cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài can đảm dấn thân cho tin mừng giữa những thách đố của thế giới hôm nay. Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đã được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy,
được tràn đầy ân sủng và ánh sáng Thánh Linh soi dẫn, khiến mỗi người trở nên những phần tử nhiệt thành, luôn hăng say chu toàn sứ mạng của một Kitô hữu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, hoạn nạn biết kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô trên đường thập giá để cùng được phục sinh với Người. Đức Kitô phục sinh là ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn phục vụ hôm nay được ánh sáng phục sinh của Chúa soi dẫn và đổi mới, để mỗi người biết mang ánh sáng phục sinh cho anh chị em đồng loại bằng đường lối, đường tha thứ và yêu thương. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha từ ái, chúng con cảm tạ Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết để cho chúng con được sống muôn đời. Xin Cha thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng và từng ước nguyện thầm kín của từng người chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Cha, hầu được sống lại với Đức Kitô và được hưởng sự sống đời đời trong Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng Thiên Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhân là trong đêm cực thanh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thần đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phùng sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu đương Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ương mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con ấy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều trên và sông lai, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán môn lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bi tinh vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạnh tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa là Cha nhân từ, vì yêu thương nhân loại, Cha đã cho người con yêu dấu xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Và Đức Kitô đã hiến tế chính mình trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con. Sau khi được an táng trong mộ 3 ngày, Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển để tiêu diệt thần chết và mang lại sự sống cho nhân loài. Vì thế, lạy Chúa, xin chung cung cho những quả trứng này biểu tượng cho một sự sống được nảy sinh từ ngôi mộ chôn tan con Chúa. Xin cho chúng con luôn mang trong mình sự sống của Đức Kitô và can đảm loan báo về sự phục sinh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính lạy Đức Cha an toàn. Trọng kính Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Phú Cường. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta long trọng cử hành lễ phục sinh, và theo truyền thống đây là niềm vui lớn lao nhất của đời sống Kitô hữu, và đây cũng là điểm quan trọng của đời sống Kitô hữu. Trong niềm vui này, con xin thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ Chánh tòa Phú Cường gửi đến Đức Cha lời chúc mừng phục sinh. Xin Chúa phục sinh tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Đức Cha, giữ gìn Đức Cha, và Đức Cha được tràn đầy sự khôn ngoan và tiếp tục được dâng trào sự sống mới trong giáo phận Phú Cường. Một lần nữa chúng con gửi đến Đức Cha lời chúc mừng Chúa phục sinh. Anh chị em thân mến, cũng trong niềm vui Chúa phục sinh, tôi xin được gửi đến tất cả anh chị em, quý cha phó, quý thầy sáu, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và các ban ngành cùng với toàn thể anh chị em hiện diện nơi đây lời chúc mừng phục sinh. Nguyện xin Chúa phục sinh tuôn trào muôn hồng ân cách riêng xuống trên giáo xứ Chánh tòa chúng ta, cho từng người trong anh chị em, và ước mong sao mỗi một người chúng ta giơ cao ngọn đuốc đức tin để chúng ta tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng. Như trong bài giảng Đức Cha đã nói, chúng ta không chỉ tổ chức những cái nghi lễ long trọng bên ngoài, nhưng chúng ta thắp sáng niềm tin để chúng ta tiếp tục làm cho tin mừng phục sinh được lan tỏa khắp nơi. Và trong lời chúc mừng này, tôi xin gửi đến Cha, xin gửi đến lời cảm ơn đặc biệt đến giới gia trưởng, ban khánh tiết, giới trẻ, huynh trưởng, thiếu nhi, các em lễ sinh. Lời cảm ơn vì sự cộng tác rất tích cực để cho thánh lễ phục sinh hôm nay được mọi sự tốt lành. Và cách đặc biệt, xin cảm ơn thầy Nam và anh chị em ca đoàn đã nhiệt tình tập hát rất là mệt nhọc vất vả, thế nhưng vẫn kiên trì để trải qua những giây phút
cực khổ hôm nay cùng được dự phần vào sự phục sinh với Chúa Kitô. Một lần nữa Cha cảm ơn chúng con ca đoàn tổng hợp nhà thờ Chánh Tòa, cảm ơn quý sơ và trong ban Trưng Hoa đã nhiệt tình hy sinh trong những ngày tuần thánh, liên tục có mặt tại nhà thánh đường để chưng theo cái nhu cầu của từng ngày, và đặc biệt hôm nay từ sáng tới chiều đã cố gắng nỗ lực trang trí nhà thờ phù hợp với biến cố phục sinh cho được long trọng. Một lần nữa xin cảm ơn quý sư và ban Trưng Hoa, xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các ban ngành toàn thể, cảm ơn ban Trưng Hoa và cảm ơn ca đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha sở đã long trọng chúc mừng chúng ta rồi, chắc chắn là chúng ta cũng không quên để gửi lời chúc mừng đến cha sở và quý cha phó cũng như quý thầy hôm nay cũng đã hỗ trợ cho chương trình lễ ngày hôm nay. Và chắc chắn không phải là lời chúc để rồi Chúa muốn làm gì làm, nhưng mà chúng ta trong cái niềm vui mừng vì Chúa đã sống lại và Ngài sống lại cho chúng ta để ở cùng chúng ta mọi ngày, ở cùng chúng ta khắp mọi nơi, xin Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta, giúp cho chúng ta sống một đời sống mới với Đức Kitô, để đó là một cách chúng ta làm cho tin mừng phục sinh được lan rộng, được thấm nhập vào lòng mình và đi vào lòng đời của chúng ta, như đi đến với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ. Xin chúc tất cả quý cha và anh chị em sống niềm vui phục sinh đó. Và anh chị em thân mến, trước mặt đây là chứng phục sinh đã được Đức Cha làm phép. Tí nữa là ban hoàng anh em gian trưởng hội đồng mục vụ sẽ đứng ở ngoài hành lang gửi trao cho mỗi một người một quả là kỷ niệm là phục sinh năm 2024. Anh chị em chúng ta vì con số nó không giới hạn cho nên thôi thì chúng ta cứ nhận một quả tựa biểu trưng, đừng nhận nguyên cái gia đình chúng con 10 người, xin cho chúng con lãnh 10 trưng thì phiền lắm. Xin cho chúng ta hiện diện ở đây thì mỗi một người chúng ta, từ người trẻ em cho tới người lớn, mỗi người chúng ta nhận một quả phục sinh phúc lành mà Đức Cha gửi đến cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Chúa. Xin Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộng và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộng, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được phong phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời.